Xin được thông tin thêm là theo một tính toán mới đây, chi phí làm đường ở Việt Nam là xấp xỉ 14,6 triệu đô la Mỹ cho 1 km chiều dài tại khu vực đồng bằng. Mức phí này cao gấp nhiều lần các quốc gia trong khu vực và được xếp vào hàng đắt nhất thế giới. Tổng hợp sau đây sẽ cho thấy rõ hơn nhận định này. Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, chi phí để xây 1 km đường vào khoảng 41 triệu rúp, tức khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ ở thời điểm năm 2012. Con số này đã bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng cũng như thuế giá trị gia tăng. Trong khi đó tại Pháp, chi phí cho 1 km đường là 3,4 triệu đô la Mỹ, Đức là 3,5 triệu đô la Mỹ. Chi phí làm đường ở các quốc gia chênh lệch nhau là do nhiều yếu tố, chẳng hạn như tiêu chuẩn xây dựng, điều kiện khí hậu, quãng đường vận chuyển vật liệu ở mỗi nước. Tại châu Âu, thông thường quãng đường trên nằm trong khoảng từ 20 đến 40 km, chỉ có một số trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như khi xây dựng tuyến cao tốc Chita-Khabarovsk ở Nga, người ta đã phải vận chuyển nhựa đường từ một địa điểm cách công trình đến 1.500 km. Tại Mỹ, chi phí để xây dựng được tính toán dựa trên các yếu tố như địa điểm, địa hình, số làn đường, chiều rộng của đường, độ bền. Thông thường, phí xây dựng các con đường ở đô thị đắt đỏ hơn so với ở các khu vực ngoại ô. Theo giới chức ngành giao thông Mỹ, để xây dựng 1,6 km đường với 2 làn ở khu vực đô thị thì chi phí khoảng 3 đến 5 triệu đô la Mỹ, ở nông thôn là 2 đến 3 triệu đô la Mỹ. 1,6 km đường với 4 làn chi phí khoảng 8 đến 10 triệu đô la Mỹ ở đô thị và 4 đến 6 triệu đô la Mỹ ở khu vực nông thôn. Trong khi đó cần 11 triệu đô la Mỹ để xây 1,6 km đường với 6 làn ở khu vực đô thị và khoảng 7 triệu đô la Mỹ ở nông thôn. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, các con đường ở Trung Quốc cũng theo đó mà tăng lên. Tại đất nước tỷ dân này, chi phí xây dựng mỗi km đường ước tính vào khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ ở thời điểm năm 2012. Tổng chi phí xây dựng mạng lưới đường cao tốc quốc gia ở vào khoảng 240 tỷ đô la Mỹ. Kể từ năm 2005 đến năm 2010, mỗi năm Trung Quốc mất khoảng 17 đến 18 tỷ đô la Mỹ để vận hành các con đường. Trong khi đó, dự kiến từ năm 2010 đến năm 2020, khoản phí này sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 12 tỷ đô la Mỹ. Vậy, đâu là nguyên nhân thực sự khiến hàng loạt tuyến đường được đầu tư rất đắt tiền ở Việt Nam lại có chất lượng mặt đường tệ hại đến như vậy? Có thực sự chỉ do xe quá tải gây ra hay còn những nguyên nhân sâu xa nào khác? Trong các phóng sự tiếp theo, các phóng viên VTC14 sẽ tập trung điều tra vào những đối tượng ảnh hưởng trực tiếp nhất đến chất lượng mặt đường. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem cho các bản tin sau.